Arsenal toàn thua trong 6 lần đến Anfield gần nhất, nhưng ở mùa giải năm nay, pháo thủ đã lột xác. Đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta nhập cuộc tự tin và chỉ cần 8 phút để đánh sập hàng thủ lúng túng của chủ nhà. Sau một pha triển khai tấn công ở trung lộ, Virgil van Dijk cắt bóng lỗi, tạo cơ hội để Gabriel Martinelli thoát xuống, hạ gục Alisson Becker với cú chích mũi giày tinh tế. Tiếp đà hưng phấn, Arsenal gây sức ép dồn dập ở hai cánh. Sau một vài pha bỏ lỡ, bàn thắng thứ hai cũng đến với đội khách. Phút 28, Martinelli treo bóng để Gabriel Jesus thoải mái bật cao đánh đầu, nâng tỷ số lên 2-0. Lần đầu tiên kể từ năm 2013, Arsenal dẫn Liverpool 2-0 tại Anfield. Những tưởng Liverpool sẽ đánh mất tinh thần chiến đấu sau hai bàn thua sớm, nhưng một lần nữa, Mohamed Salah lại tỏa sáng đúng lúc. Phút 42, Jota căng ngang từ cánh trái, bóng lập bập qua nhiều cầu thủ đôi bên, đến vị trí Salah. Số 11 của Liverpool dễ dàng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Salah vừa là người hùng với một bàn thắng nhưng cũng đáng trách khi sút hỏng phạt đền. Bước sang hiệp 2, Liverpool nhập cuộc với tinh thần lên cao, liên tục dồn ép Arsenal lui về phần sân nhà. Phút 52, Holding phạm lỗi với Jota trong vòng cấm, trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Đáng tiếc, Salah lại dứt điểm chệch cột dọc. Những phút tiếp theo, huấn luyện viên Jurgen Klopp chơi tất tay khi tung cả Darwin Nunez, Roberto Firmino vào sân. Phút 81, Nunez có cơ hội không thể tốt hơn để trở thành người hùng. Tuy nhiên, tuyển thủ Uruguay cũng không thể thắng thủ môn đội khách trong tình huống 1-1. Liverpool phung phí hàng tá cơ hội nhưng rồi vẫn có bàn gỡ hòa. Người mang về niềm vui cho cổ động viên tại Anfield là Roberto Firmino. Phút 87, tiền đạo người Brazil chọn vị trí chuẩn xác để đón đường treo bóng của Alexander-Arnold trước khi đánh đầu cận thành, không cho Ramdale cơ hội cản phá. Arsenal bị gỡ hòa và trải qua những phút bù giờ sống trong lo sợ. Chỉ có tài năng của Ramdale mới giúp đội bóng thành London tránh khỏi trận thua ngược. 2-2 là tỷ số chung cuộc. Pháo thủ trải qua mùa giải thứ 10 liên tiếp không thể thắng tại Anfield. Cuộc đua vô địch trở nên hấp dẫn khi khoảng cách giữa Arsenal và Man City là 6 điểm. Man City chơi ít hơn một trận và còn màn đối đầu trực tiếp với Arsenal trên sân nhà Etihad vào ngày 27 tháng 4. Nếu thắng cả trận đá bù lẫn Arsenal, lợi thế trong cuộc đua vô địch sẽ trở lại với thầy trò Pep Guardiola.